Hello, xin chào mọi người. Lại là vlog của tôi đây, bố lại nhìn nhiên trộm chó. Sao anh đeo kính nhưng vẫn chấm công được nhỉ? Anh Tuấn đội mũ. Chấm công bằng Face ID ra. Face ID. Hôm nay tôi phải quay vlog cho các bạn xem. Vì đâu nhỉ? Đây. Hoàng của các bạn đây. Chào mọi người. Để em bỏ chân nó rất là lịch sự. Chỉ dâu chỉ cạo chứ à? Tí mà quay nhưng mà nhưng ở trong nhà nhiều nó trắng da các bạn ạ. Trắng đâu, em đi giả kéo đen xì vẫn trắng. Hả? Trắng cái gì á? Răng mày rất trắng Tuấn ạ. Mọi người ơi, mọi người hãy đón xem tập phim mới của Hoàng nhá. Hoàng xuất hiện khá nhiều, tầm nửa cảnh. Thì bây giờ chúng ta ở nhà live stream và bây giờ đi cộng tác viên cho gãy. Hôm nay thấy đến sớm lắm. Không thấy, không phải đi làm muộn như là lúc mình đi làm. Em chấm công hả? Tôi thấy xin cảm ơn. Vẫn xin cảm ơn mà. Vâng, avatar này mà. Nếu mà có đạt chấm vậy xin mời cút. Chấm xin mời cút à? Mai thì chấm là xin mời cút ấy. Hôm qua là em live stream các bạn hóng lắm. Em chỉ cần cả mai em quay gãy cái là các bạn ui ôi anh nhớ quay hậu trường các từ nhé. Mang không? Có. Không biết là bảo các bạn thế nào mà các bạn cứ bảo chị ơi anh Hoàng sắp quay lại gãy à? Anh Hoàng sắp quay lại gãy à? Ôi cái đợt vừa rồi tự nhiên có một bạn thì bạn đăng lên kiểu giật tít đây bảo là 30 tháng 5 mà anh Hoàng cái lại gãy. Đấy cứ thấy cứ hỏi chị ấy thôi. Đến em bản thân em còn chẳng biết. Ừ tao chẳng biết. Hoàng quay lại gãy cái gì chứ chắc gãy cái khác chứ không phải gãy tôi. Hôm nay chúng mình sẽ nấu ăn, còn nấu món gì thì chưa biết mọi người ạ. Media hôm nào cũng nấu ăn ý. Mấy năm rồi hôm nào Media cũng nấu ăn ý. Hoàng nhá, nhớ like và share các bạn. Thay mọi người bảo em hôm nay em đi quay để em quay lại hậu trường. Nhưng mà thay vì tôi quay lại hậu trường thì chị Yến sẽ quay lại mà tôi sẽ giới thiệu mọi người sang xem chị Yến nhá. Thôi thì nó đi ra ngoài kia thì nó vẫn quay được các bạn ạ. Cái gì là quay ở đâu à? Media. Là Quốc Hứng đang ngồi ngâm kịch bản à, tưởng đi quay không đọc kịch bản em hôm nay thấy kinh đấy nhờ. Ôi trời ghê, okay, lên nhà rồi các bạn, hôm nay quay ít cảnh cái lên nhà ngủ rồi sướng. Cái gì mày đi quay phim mày không đọc kịch bản gì mày khác gì mày đi cày mày không mang trâu à? Nó đang lẩm bẩm cái gì câu trước tôi không nghe thấy nó lẩm bẩm cái gì ạ. Từng câu từng chữ của cả mọi người nó là mệt thì đọc kiểu mất dạy. Ví dụ đọc kiểu này mấy đâu mà xong đọc xong chả hiểu gì. Không hiểu nhưng mà chỉ đọc phản của mình thôi. Các bạn fan bảo hôm qua Tuấn Nhung kể chuyện Tuấn chửi Nhung, Tuấn suốt ngày chửi Nhung, các bạn fan bảo là anh Tuấn tệ. Ngày xưa thì nâng niu, bây giờ không nâng niu chị của em nữa. Các cưới bạn là xong nhưng niu cái rẻ. Cưới rồi được rồi, nâng cái gì nữa? Cưới là xong luôn rồi. Các bạn cưới thì phải lưng trứng. Thì mới lừa được nó đúng không? Đấy là tầm lừa. Không có con Nhung ở trong xe các bạn, không Nhung trong xe. Các bạn biết vì sao không? Các bạn đã bao giờ thấy một người câu được con cá rồi lại mở mồm con cá ra để nhét run vào nữa không? Nhá. Tới bây giờ nói chung chung là như này. Các bạn cứ nhìn thằng Tuấn với con Nhung. Đứa nào nhìn tàn hơn thì là đứa đấy bị ngược đãi. Không, đứa nào bị tàn hơn là đứa đấy vứt. Béo tốt trắng và đứa đấy sướng chẳng phải nghĩ ngợi gì. Đấy thì các bạn biết là bị chửi ông giả vờ điếc. Bị chửi thì Nhung lại bảo là tự nhiên em bị lãng tai. Chửi xong rồi ha. Chẳng lẽ lại chửi lại. Nói xấu vợ à? Nói xấu ha, anh vừa nói thì anh nói lại đi thế là mất hứng chửi chả chửi nữa. Chửi xong một mạch nữa mà ha. Cái gì á? Chẳng lẽ lại chửi lại một mạch nữa à? Chủ tịch đi quay chưa? Kể chủ tịch đi fan không quan tâm chuyện này. Một khuôn mặt rất uất ức các bạn ạ. Còn cái máy quay kìa. Đây Tuấn nhìn vào cam chửi vợ là chửi vợ này. Thôi. Nó tốc váy nó chửi các bạn ạ. Nó tốc áo nó chửi. Kiểu các bạn biết là gì không? Tuấn là ở nhà thì lúc nào cũng bật, nhưng là bật khóc. Chửi cháu nước mắt các bạn ạ. Bật khóc, hoặc là bị bật cóc. Chửi cái xong rồi nó cứ ngồi nó cười thôi.
cái ức nhất là nếu mà mình chửi người ta mà người ta chửi lại thì nó còn hạnh phúc, nó còn đỡ tức, nhưng mà chửi nó ngồi nó nhe răng nó cười thì bắt đầu mới gọi là khóc ác. Nhìn thằng Hoàng nó cứ say sải đâu các bạn ạ. Dâu dâu mà ria mà ria thôi, nhưng mà tóc cái tóc này hình như không hợp mày. Cái này đúng rồi, mấy cả em đáng lẽ là phải vuốt, nhưng mà em ở đóng phim vai trẻ con nên chả vuốt. Tóc như màu lông bùa. Hoàng gãy media các bạn nhá. Nay quay hai anh em. Anh em đi nấu cái gì tôi quên mất rồi. Thì thực sự bây giờ tổng Hoàng nhập ma vãi trưởng luôn. Anh em ơi. Cơm gà chị. Cơm gà. Đời đâu cơm gà. Em có được ăn đâu, em ngủ nhà mà. Cho vào phim nhưng không cho ăn đi các bạn. Ác độc thế. Cho vào phim nhưng mà không được vào cảnh nấu, không được cho ăn. Đấy. Chỉ phải làm những cái việc mà lặt vặt ở nhà thôi. Thay vì ăn thì tôi ngủ anh em ạ. Mọi người đón xem tập phim của Hoàng nhá. Không, nói mai các bạn chắc chắn sẽ xem rồi. Vậy mọi người đừng hỏi Hoàng có phải gãy đã không nhá. Hoàng muốn về lắm rồi ạ. Hoàng muốn về lắm nhưng mà đấy, vẫn chờ đợi thôi. Nắng chưa đủ, hoa chưa nở được. câu đấy là đủ nắng hoa sẽ nở à. Đủ gió thì cái gì sẽ bay, trong trắng sẽ quay. Đủ gió tiền sẽ bay. Tào lao đấy. Ngọc Anh, bây giờ mình có lên là lên tầng 3 nhỉ, lên thì chúng nó lại rú lên xong rồi chúng nó trốn. Thôi mình sẽ đợi là xuống đi. Mình lịch sự một chút, mình mỗi hôm mình lịch sự ít chút, hôm nay mình lịch sự nhiều chút. Đợi tí các bạn nhé. Đấy Hoàng đấy. Quay cảnh nào chơi đây. Tao quay nhiều các bạn mà chị không quay anh Hoàng. Đúng rồi, hôm nay em mới đi chị quay em nhiều à. Mọi người nhờ. Ai đồng ý ý kiến là Chiến quay bên đâu quay Hoàng nhiều, mọi người comment đi mọi người. Tào lao thật sự luôn á các bạn. Thường là đi cộng tác viên nó sẽ đi rất sớm. Ý. Anh Hải hôm nay vào cảnh anh Hải. Bố của đa số công ty, bố và anh trai của đa số công ty. Chú Hải các bạn ạ, như các bạn fan phải gọi là chú bác ấy. Bác, vì fan có khi toàn ít tuổi hơn con anh em. Bác cả trưởng luôn. À có fan còn ít tuổi hơn con em thật mà. Ít nhiều hơn con em lớp 6 rồi thì ít hơn chứ. Vậy là trưởng. Em không ngờ một người có con học lớp 6 mà lại có thể trẻ trâu như anh đấy anh Hải ạ. Thề các bạn, thề lúc nào tôi quay vì cái đúng cái đoạn này tôi quay cho các bạn xem, không thể tưởng tượng được một cái con người mà nó có thể. Nó không, nhưng mà chắc là do cái môi trường làm việc thôi. Lúc đầu anh Hải đi làm anh Hải cũng người lớn lắm, cũng gọi là chín chắn lắm. Chín lắm. Cho đến khi các em cứ ép anh từ chín thành tranh dần. Có môi trường tác động ấy. Anh Hải bị làm việc trong môi trường độc hại là thế đấy các bạn ạ. Không thế là không sống được. Đây ví dụ như bọn có vẫn có trong góc, vẫn có trong góc cao. Các bạn một lứa hết rồi à? Bạn hết. Chui một trẻ. Trần Sơn thì mua, sáng ra mẹ đã có cốc nước dầu đâu nhanh ấy. Sáng ra sáng ăn bún đậu sao mà có nước chưa hấu à. Quá đơn, bây giờ mày đi ra mày hay hát ở đâu mày ra đấy mày hát. Không, đi vào bảo Hiền kể cho cái bảng không người in ra. Thích quá đơn quá nào thì được. Anh Đại hôm nay đi hành tiếp nào anh Đại. Anh ơi Đại. Em không hiểu vì sao anh Đại ạ, à? Em không hiểu luôn. Anh nhìn thấy anh như kiểu nhìn thấy hổ ấy chứ. Các team khác nhìn thấy anh Đại như kiểu nhìn thấy một cái lệnh là về muộn đi. Giang Minh Tường nhìn anh Đại với một ánh mắt sợ hãi. Tôi không hiểu tại sao nhá. Team movie lúc nào không có anh Đại. Không có anh Đại thì 4 giờ về. Mà có anh Đại thì 8 giờ về. Mặc kệ kịch bản là 9 trang hay là 4 trang, 6 trang thì cũng 8 giờ về hết. Không hiểu luôn. Thế nên team school của anh là có bạn nào bị out sớm đâu. Ôi trời ơi. Team school của anh. Đúng nhận sai cả ai hộ cái. Bị out sớm là team school của Nhung ai. Không, bây giờ anh mới đi quay trực cun mà. Đùa. Anh nên gờ chán không? À, thế nhưng mà team movie em mới chuyển sang team movie luôn đúng không? Anh movie khi nào? Thế hôm trước bảo ai bảo Đại quay movie mà mãi không về đấy. Anh có đi quay movie đâu. Không à, thế em nhầm, xin lỗi. Thề đợi mấy con vịt cái lâu ấy trở thành như nó không xuống ấy các bạn ạ. Anh đi quay movie ấy thì anh sẽ không tập trung vào chuyên môn quay. Ngắm nhiều hơn. Hả? Có chứ.
Một đứa. Uống nước mắt clip à? Ngọc, cay đắng. Anh lại đăng vlog mới rồi à? Các bạn nhớ xem vlog của Ngọc nhá. Đăng răng sứt à? Răng răng cửa sứt à? Ơ ai cũng bị sứt răng cửa nhá. Tại vì ngày xưa mình hơi ngu ấy chị. Nghĩ như nào? Mình hơi ngu rồi, kiểu dạng như là mình cố chạy theo cái bọn lớn hơn ấy. Ừ. Thế là góp chân cái là xe ra răng cửa. À. Răng chị bị sứt là vì ngày bé chị cắn cái tước mía đó, nó sứt luôn. May nó chưa đi cả hàm mà tốt. Răng em mà sứt là răng em nó không được khỏe. Thế răng là sứt răng cửa không? Không. Không à? Cái này là không có tuổi thơ dữ dội mấy này. Nó không ở quê, nó tuổi thơ nó chỉ dữ dội khi nó đi quay gãy rồi các bạn ạ. Tôi chuẩn bị phải tạm biệt các bạn rồi vì tôi phải sắp phải đi quay rồi. Đi đi. Mỗi sáng thức dậy hãy đi quay vì đi quay rất có lợi cho YouTube. Xin mời các bạn. nó nhạt phết đấy tôi. Vẫn đang trong thời gian chờ đợi, vẫn chưa thấy đứa nào xuống thì như không nữa là. Không thấy đứa nào xuống, Tuấn bơ vơ một mình ở dưới này hút hết một gọi là chục bi thuốc rồi. Không, nhưng mà phải nói một điều nhá. Thằng Tuấn nó đen nhưng mà nó nhìn nó lại được cái là nó bẩn bẩn. Xuống đường xa. À, đứng rồi. Chị có thêm bò bía không? Xong rồi em biết em chị mua đi cho em ăn với đúng không? Mua đi em ăn với. Em bảo là tăng quan, cho em xin 10.000. Gọi nó là tăng xin đã mua được cả hai vợ chồng. Sáng nay vợ chắc sáng nay chắc là vợ đánh rơi tiền. Xong rồi lại còn đòi ăn cái bò bía 30.000, em bỏ 30.000. Vãi cả bò bía 30.000. Nhưng mà tôi 25.000 ăn không à, đúng rồi. Đâu ăn một cái 35.000 trong hàng 30.000. 30.000 bằng cái cổ chân à? Ăn hết đi con. Vãi cả chừng 30.000 thì chắc là phải được 5 miếng mía. Mẹ 30.000 phải được 5 miếng mía. 30.000 bán cho sếp mà. Thế nó đi quay cái gì mà áo nó chưa thay lẳng á? Áo chưa ở kia là nghĩa là gì? Em cũng không biết nữa, em thấy đẹp nên em mua. Học sinh quá tuổi. À, lúc nào? Có anh Tây à? Lúc nào mà mình rất tươi đấy. Mình lấy Google dịch xong mình dịch chữ này ra. Sau hàng chữ này là the rú. The rú. Đó. Nó dịch như thế. Chồng em rất tây. Tây du ký. Thằng kia bảo Tây Nguyên. Đi vào đây. Thôi mình tạm biệt các bạn nhá. Tạm biệt mãi rồi đi khổ. Đi vào không? Có ai cho chỗ không hả? Ai thiếu gì người ơi, người in được không? Có tưởng là Huy đã đi xử lý rồi mà. Huy nó vừa hỏi là chị ơi có cần ghi karaoke XYZ không, ta bảo có mà. Không biết đâu.